Vùng đất tương lai, hạnh phúc và bình an bắt đầu từ hôm nay. Sao rồi chồng, bữa giờ tiệm tùng sao rồi? Em qua em thấy gì đâu mà qua khách không thấy một bóng dứa dáng nào vậy trời. Nhiều thở dài, sao coi số liệu này nọ sao rồi? Trời ơi, em ơi, trời, tháng này mình lỗ lắm. Anh không biết phải nói sao cho em luôn nè. Tháng vừa rồi còn vừa chính nút, vừa đúng cho đủ cho nhân viên, đủ cho tiệm luôn. Mà tháng này lỗ lắm. Thì em đã nói anh nghe từ đầu rồi là kinh doanh cái này, cái mô hình này nó không thể nào lời một sớm một chiều. Mà bản chất đi về đường nhà nó cũng không lời được. Mà ông Dũng với ông Phương cứ ra vô kiểu này cũng không thể nào làm được nữa. Thì mới đầu thì tụi anh tính là mở, là tưởng là cái kinh doanh là rất là tốt, mọi người sẽ tới rồi business sẽ lên một phát triển lên, mà anh không biết nó sẽ ra như vậy. Thôi bây giờ em coi không được thì bây giờ mọi người, anh với lại hai ông còn lại á, tính bán tiệm đi. Chứ anh, bây giờ em thấy đường dài là không ổn rồi đó. Anh đang suy nghĩ là vẫn giữ cái đó, nhưng mà anh đang suy nghĩ bây giờ vẫn giữ rồi mẹ con ăn gì. Em là em với hai đứa nhỏ là ráng nhịn ăn gì anh bữa giờ lắm rồi đó. Thì chịu một chút đi. Bây giờ anh đang suy nghĩ nè nha, cho em nghe nha. Bây giờ insurance mình trả, life insurance nha, mình trả mỗi tháng gần 2.000 đồng. Ừ. Mình có thể nào cắt bớt cái đó được không? Trời, tôi nghe tôi giận dễ sợ. Tôi ráng tôi tập trung tôi nghe thử coi, nghe life insurance mà 2.000, gần 2.000 mà tưởng gì kêu cắt. Không anh, em nghĩ là không nên. Bây giờ em có thể em với lại hai đứa nhỏ có thể giảm ăn được một tí xíu cho gia đình, để có thể hỗ trợ anh được một thời gian cho cái business của anh. Tại vì em biết cái này là mơ ước của anh với lại sở thích của anh. Nhưng mà life insurance thì bây giờ anh nghĩ là ngày xưa á, mình cũng lấy cái tiền trong cái life insurance này ra để cho anh làm business, đúng không? Thì nó là một cái để nó luôn luôn có một cái gì đó backup cho gia đình của mình. Em không ủng hộ cái chuyện mà cut cái life insurance sao? Anh suy nghĩ lại cái chuyện đó đi. Hoặc là anh bán cái business của anh, hay là anh ngồi anh nói chuyện lại với tất cả những đối tác của anh về cái the way làm như thế nào, hoặc là anh khách bỏ bớt hai bạn nhân viên buổi sáng của anh đi. Chứ thật sự em biết là cái 2.000 anh cần số tiền đó cho mỗi tháng để cho business, nhưng mà sao anh không nghĩ cho tương lai gia đình mình nữa, đúng không? Em biết là anh cũng là cũng muốn tốt gia đình, nhưng cái life insurance thì nếu mình không có tiền mình đóng ở thời điểm này thì mình, em được biết là như mình có thể bending lại cái số tiền mình đóng nếu cho đến khi mình có tiền, hoặc là mình có thể giảm được cái số tiền đó nữa. Nên chồng xóa luôn ký ức giùm em về cái chuyện anh muốn cut life insurance. Hãy để cho em bảo vệ, em muốn là người bảo vệ con em trước. Anh đi ra ngoài xông pha như từ xưa anh vẫn làm, nhưng để bảo vệ gia đình thì để em làm chuyện đó, được không? Thì em nói thì đúng, nên có thể để anh xem xét lại cái tiệm. Ừ, rồi, anh xem xét lại cái tiệm một, đi. Một là mình cắt bớt nhân viên đi, hai là mình nói chuyện với anh Dũng rồi để xem xét coi anh có cái ý kiến gì nữa khác nữa không. Rồi chúng mình sẽ đi đến cái sau này là sao. Bây giờ anh cứ suy nghĩ lại cái business của anh đi. Còn em cũng sẽ coi lại cái life insurance á. Em nghĩ là vợ chồng mình nên ngồi lại với nhau một buổi nữa, để coi một là mình nên giảm cái số tiền của life insurance của cả gia đình mình, hay là mình nên bending. Mà cái đó thì chắc trước tiên em phải kiếm một cái người cố vấn để coi lại cái policy của nguyên nhà mình như thế nào. Okay. Anh ha. Thì nếu mà em kiếm được thì rất là tốt, để có gì là mình lúc mà sau này mình pick up được một cái business gì đó, mình có thể quay lại cũng với cái giá cũ thì cũng ok. Thôi cố lên chồng, cố lên gia đình bên anh, cố lên. Ok. Thưa quý vị, trong câu chuyện vừa rồi thì quý vị cũng thấy đó là một trong những cái hoàn cảnh mà có thể xảy ra rất nhiều với mình trong cuộc sống. Không phải lúc nào cuộc sống cũng giống như mình ước mơ, mình có đủ số tiền này, số tiền nọ để cho mình làm cái này, làm cái kia. Tuy nhiên, đôi khi những cái hoàn cảnh của cuộc sống có thể xảy ra thì quý vị cũng có thể rơi vào cái câu chuyện vừa rồi. Và nếu thật sự quý vị là một trong những người đang có mua bảo hiểm về bảo hiểm nhân thọ mà mình rơi vào tình trạng như vậy, thì thứ nhất thôi xin quý vị là hãy liên lạc lại với cái hãng insurance của mình. Vì quý vị biết là
khi mà mình đóng trong một cái thời gian dài, Kim Thơ vẫn thường gửi đến quý vị những cái talk show. Khi mà mình bỏ tiền vào trong cái bảo hiểm là cái tiền của mình không phải mất đi mà nằm ở đó để đầu tư cho mình. Nên quý vị không có ngờ là đến một ngày nào đó mình có một cái số vốn rất là lớn mà quý vị không có biết. Nên khi quý vị ngừng lại thì quý vị có cảm giác giống như là một cái nhà vậy. Khi mà mình mua, mình không đóng nhà thì cái nhà mình bị foreclose, còn khi mình không đóng bảo hiểm thì bảo hiểm mất. Không phải như vậy thưa quý vị. Khi chuyện gì xảy ra, quý vị có thể gọi bảo hiểm xem mình có thể ngưng đóng được hay không. Nghĩa là quý vị có thể có một cái số tiền lớn, tức quý vị ngưng đóng khoảng 5 năm, cái bảo hiểm đó vẫn còn sống. Mình không có cần phải đóng mà mình không có cần phải nói cái chữ bỏ đi cái bảo hiểm đó. Nên là cái bảo hiểm nhân thọ vẫn là một cái gì đó bảo vệ cho gia đình mình. Mình cần phải cất kỹ thưa quý vị. Mình có thể bị thua lỗ, mình có thể bị suy sụp trong vòng 1-2 năm mà cái bảo hiểm vẫn còn sống, thì tại sao mình phải close nó đi, mình giữ lại, và sau khi 1-2 năm sau mọi thứ back up trở lại thì quý vị có thể đóng ngược trở lại để quý vị kiếp cái bảo hiểm này tiếp tục. Và cái cách thứ hai nữa là quý vị cũng có thể, ngày xưa mình đóng là thí dụ quý vị mua 1 triệu, tuy nhiên bây giờ mình không còn đủ tiền để mình đóng cho 1 triệu, mình có thể giảm cái bảo hiểm từ 1 triệu xuống còn 500 ngàn, hoặc còn nếu mình kẹt hơn mình có thể bật xuống để cho cái số tiền mà mình đang nằm ở trong cái surrender value đó quý vị, cái cash surrender value đủ để nuôi cho cái bảo hiểm của mình giữ vững và không bị mất đi. Thì đó là một cái cách thứ hai. Và để mà quý vị có thể hiểu là mình nên chọn lựa cái cách nào là đúng nhất cho cái hoàn cảnh của mình, quý vị có thể liên lạc với công ty để công ty có thể giúp. Thưa quý vị, rất mong rằng quý vị và gia đình mình không rơi vào cái tình trạng giống như câu chuyện của ngày hôm nay. Tuy nhiên, nếu thật sự quý vị đã có những cái hoàn cảnh giống như vậy, đừng ngần ngại để gọi cho Kim Thoa và công ty Precious Realty and Mortgage, công ty PFG, để có thể giúp quý vị một cách trọn vẹn nhất. Và Kim Thoa xin kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thật an lành và bình yên, và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Xin thân ái kính chào tạm biệt.